Doraemon có lông màu xanh hay màu trắng? Màu xanh với lại màu trắng luôn. Lông xanh là lông bệnh đó. Lộc, em bị vậy lâu chưa Lộc? Bệnh nó mới xanh sao? Lông ta lông màu trắng chứ ai lông màu xanh. Lông là màu trắng em. Lông màu trắng. Lông phải lông màu đen. Còn hai anh chị là hai cái người không có tuổi thơ. Tuổi thơ rất bất hạnh, không có được đọc truyện. Doraemon nó không có lông. Cái vấn đề là em đọc truyện nó không in màu. Truyện trắng đen. Em cũng không biết nó màu gì. Alibaba đã cầu nguyện cái điều gì trước cây đèn thần? Alibaba là cùng với 40 tên cướp Aladdin mới là cây đèn thần. Con Lộc nó không biết luôn kìa. Em không biết. Nó cầu nguyện gì vậy anh? Cầu nguyện gì á? Nó hỏi anh cầu nguyện gì kìa. Trả lời giùm anh coi. Anh trả lời đi, em đâu biết đâu. Em có... Tôi khẳng định là một lần nữa, hai đội trưởng này tuổi thơ nó bất hạnh lắm. Nó không có coi chuyện cổ tích. Trời ơi trời. Alibaba là 40 tên cướp mấy anh chị, Aladdin mấy cây đèn thần. Mà nó ước cái gì ạ? Hai cái chuyện nó không liên quan mà ước cái gì? À. Ủa hai cái con người này sao vậy trời? Thì không biết đấy, thì đấy. Ông lão đánh cá đã xin nàng tiên cá điều ước gì? Trên đời không có nàng tiên cá. Không chính xác. Ông lão xin gì vậy? Hai cái chuyện không có liên quan, xin cái gì mà xin. Em là một cái người mà không có tuổi thơ. Tuổi thơ em không có một câu chuyện cổ tích nào trong đầu em hết á Tú à. Ông lão đánh cá và con cá vàng. Ừ. Cá vàng chứ là phải nàng tiên cá. Mình tiếp bỏ tiếp theo đi anh. Anh thấy thương cho Diệu Nhi quá. Trả lời mắc cười á. Tú em tập trung vô vấn đề đi. Tôi nói ra em mới bắt đầu em ngộ ra vấn đề ra giảng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Hết chưa mới chưa? Hết tập rồi, nó rầy tôi nữa rồi. Có ai mà cứ dừng ở con số 0 mà chưa lên con 1 không anh? Sẽ làm gì đó lần đầu tiên. Ủa có quà gì không? Có quà gì không? Có em. Hai tụi em sẽ được một món quà. Đó là một buổi đi ăn tối với diễn viên Anh Đức. Trời nắng nóng, tí cắm điện và bật quạt. Quạt vẫn quay nhưng tí không mát. Tại sao? À thì trời đang nắng nóng mà tí không mát là đúng rồi. Khoan anh hỏi gì vậy? Em ơi, bây giờ tí cắm điện đi mà bật quạt. Quạt quay nhưng tí vẫn không thấy mát. Thì kệ tí. Em đừng có nghe ngược. Chị Lê Giang cũng trả lời cái kiểu này nè. Tại sao phải có cái gì chứ? Cúp điện. Em có nghe anh nói không? Cắm điện vô quạt, quạt quay. Tí không thấy mát mà trời nắng. Tại trời nắng nóng. Em hiểu hả quạt lọc. Trời nắng quá mình mới mở quạt cho mình mát. À. Đúng không? Đúng rồi. Cắm cái quạt vô điện nó chạy luôn, nó quay luôn mà tại sao mình không thấy mát? Tại trời nắng quá. Lê Lộc len lút luộc lộc lợn làm lẩu, lửa leo lét. Lê Lộc lú lẫn luộc lộn lòng lừa. Lê Lộc la làng có bao nhiêu chân của những con xuất hiện trong đoạn văn đó? Chỉ có hai cái lòng thôi. Hỏi chân chị Bảy. Chân chị Bảy. Ôi. 16 cái. Không chính xác. Ủa sao 16 anh? Anh đâu biết đâu, nghe từ lộc. Con lộc bốn chân. Con lừa con lộc. Con lộc là bốn chân. Con lộc thì có hai chân. Con lộc đây nè bà nội. Con lê lộc. Đây con lê lộc con này nha. Khi gà mẹ gáy ọ o, lúc đó là buổi sáng hay buổi chiều? Câu hỏi này thông minh đấy. gà mẹ là buổi chiều. Gà nào mẹ mà gáy ọ o? Không chính xác. Gà mẹ nào gáy ọ o? Con gà trống nó kêu cái gì vậy? Trời ơi sao trả lời chi vậy Lộc? Cho nó dễ, nó hỏi Diệu Nhi. Ủa chứ gà mái không kêu ọ o hả? Tú. Dạ. Tứ tuổi trăng tròn, tứ thập thọ, tứ tiệm tắm trắng, tắm tới tím tái. Tú tung tiền tắm tiếp, tắm tới tuổi tứ tuần. Thật tội Tú. Vậy thì Tú đã tắm trắng trong bao nhiêu năm? Ban tổ chức đặt câu hỏi này anh. Ban tổ chức. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Giải trí TV.